Ok anh em, tiếp tục cái series code con e-commerce này nhé. Mà mình có đi chuẩn bị cái thằng color này cho anh em này. Thì đúng ra là cái color này nên lưu ở phía server hả? Tức là mình sẽ cần một cái bảng cho nó nữa. Nói chung là tới lúc mà làm variant á thì mình sẽ bắt đầu làm lại hết một lần cho cái thằng sản phẩm này của mình luôn. Còn trước tiên thì mình sẽ móc trước cái color này, thì mình có lên search và lấy về một mớ cái color như này để render ra, để mà mình có cái để mình chọn hả. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi code cái color trước nha. Thì cái price sẽ code sau. Thì cái price là nó là dùng input, nó dùng theme boost, còn ba những cái còn lại là nó sẽ dùng một chung một cái layout, là ở trên có cái selected số lựa chọn và có chữ reset, ở dưới là sẽ cái những cái thẻ này là những cái checkbox ha. Rồi khi mình click vào thì nó sẽ ra cái chữ này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ import cái color đi vào đây để render ra nha. Trong cái ông gọi là set item này. Đấy, thì bây giờ giả sử như cái name là mình chỉ có set item này chỉ có hai cái loại thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển xuống đây là cái một cái trường gọi là type. Sai. Thì mình sẽ set default cho nó là mình sẽ set default cho nó là checkbox. Checkbox. Ok. Trong đây bắt đầu mình mới check này. Cái content trong này bắt đầu mình sẽ bắt đầu viết theo hai trường phái. Thứ nhất là nếu nếu như mà cái type bằng với lại cái checkbox. Checkbox thì mình sẽ làm gì? Đó, thì mình sẽ thấy một cái layout riêng cho thằng checkbox đi chưa? Đó, chỗ này mình sẽ để là gì? Checkbox này. Đó, luôn lại. Thì tại vì mình đã có default value rồi, thì khi mình không truyền thì nó sẽ lấy cái value default. Đó, thì anh em xuống đây mình sẽ thấy chữ checkbox này. Thằng này cũng thấy chữ checkbox này. Đó, nhưng mà khi mà mình truyền vô cho cái thằng file này, mình sẽ để là type bằng input, mình sẽ để type bằng input. Ok, lưu lại. Thì lúc này khi anh em bấm vào thằng file nó sẽ không có gì đâu đúng không? Họ nó chỉ ăn cái thằng này thôi. Ok, thì lúc này mình sẽ check layout cho thằng này. Đầu tiên á là ông này ông sẽ có class name đi. Ông sẽ là padding là 2. Ok, xuống dưới này là thêm một cái thẻ div. Dưới này đầu tiên mình sẽ có một cái thẻ span, ông sẽ nhận vô là cái số lượng selected đúng không? Thì bây giờ trên này mình sẽ cần một cái use state. Use state và dưới này mình sẽ định nghĩa một cái gọi là selected ha. Selected tức là cái số checkbox được chọn. Đầu tiên mình sẽ là null không. Thì bây giờ trong này mình sẽ bỏ cái ông gọi là selected vào đây. Selected này. Rồi. Ở bên này mình sẽ có cái gì nữa? Một cái chữ reset, mình nhớ không nhầm là có một cái chữ reset đây. Mình sẽ có một cái chữ reset bên này. Ông này không cần padding đâu. Ông này này. Class name này. Ông này sẽ là padding là 4 này. Justify center này. Flag này. Year begin này. Và mình sẽ cần một cái thẻ span nữa. Là ông này sẽ là reset. Class name cho ông này là underline hả? Underline. Khi mà hover sẽ có tag là main. Rồi. Lúc ạ. Ok, bây giờ mình sẽ ra xem thử là mình có chưa. Đây. Và mình sẽ bỏ cái background
màu đỏ đi nha. Thay vào đó là mình sẽ cho nó một cái border. Được rồi. Rồi, cái hình của mình như này và mình sẽ set background cho nó ha. Background sẽ là white luôn. Được rồi. Rồi, thì lúc này là cái của mình nó đã như này rồi. Bây giờ mình sẽ để gap cho hai ông này. Mình sẽ để min width cho ông này nha. Min width sẽ để là 150 pixel. Được rồi. Rồi. Hai ông này ông sẽ có một cái gap là 8. Được rồi. Rồi, ông cắt nhau ra như này rồi. Tiếp theo là ông selected này, ông không được white space class name này. Ông không được xuống dòng nha. Cái này mình sẽ để là white. White space là no graph ha. Được rồi. Rồi, ông phải như thế này. Ok nha. Và cái ông này ông sẽ có một cái gọi là cursor pointer ha. Cũng như là cái ông trên cùng mình này, cái ông set item này, ông phải có một cái gọi là cursor pointer hả. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ render thằng này, mình sẽ để là laptop full. Thay vì để top full thì mình sẽ để là bottom là -1 nha. Tại vì nó bị che mất cái border của cái thằng cha. Đó, mình sẽ để bottom là -1. Bottom là -1. Top full. Để bắt tầm -1 không được rồi. Để bắt tầm -1 không được anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ để top full thôi. Và nếu mà anh em muốn dùng CLC á, như sàn CSS trong Tailwind á, thì mình sẽ thêm một cái mình nhớ là sẽ thêm một cái gì trong cái file config mình quên rồi. How to use CLC in Tailwind. Đây anh em, cái chỗ mà anh em thêm cho mình một cái mod, cái mod là zip vào đây nhé, trong cái file tailwind.config ạ, trong cái tailwind.config này, chỗ gọi là module.xbox này, anh em thêm cho mình vô một cái mod. Đây, anh em để cho mình một cái mod không có à. Để xem thằng này nó. À, viết kiểu này à. Nếu mà anh em không có active zip á thì nên viết kiểu này. Thử nè. Thử nha. Nó khi mà mình không active zip. Lúc này mình sẽ để top CLC 100% full cộng 1 pixel. Được rồi. Ra ngoài xem. Thằng này nó ra cái gì rồi mà sao nó nằm đây.
Để xem nào, top của nó đâu đây. Fit này, left không này, không thấy top, tức là cái top này nó không không hiểu, nó không ăn, thì chỗ này mình sẽ để là mốt là git thôi. Vẫn không ăn à. Nó vẫn không ăn. Cái mode this này để ở đâu ấy nhỉ? Em lại bên tí nha. Ok, được rồi nha. Tại nãy hồi nãy mình bị ngáo là biết sao nè. Tại vì nãy mình biết cách ra thì trong cái thằng class này mà mới cách ra như này này. Nãy cách ra như này thì nó hiểu cái cục này là một cục này, nó có dấu cộng là một cái, và thằng này dấu cách từ phân biệt dấu cách mà, thì khi này nó không hiểu ha. Thì chỉ cần biết dính nó lại nha. Nên em đừng cách ra nha, biết dính nó lại là nó ăn thôi. Và nhớ là để cái mode là this nha. Bây giờ mình sẽ xóa cái mode this này. Nó cũng ăn ha, ăn ta. Đó, nó vẫn ăn nha, không cần để là git đâu, anh em chỉ cần biết clc, tại vì nó hình như là nó đã tích hợp luôn rồi sao á. Mình có vài cái lỗi để mình xem nha. Warning, à, thiếu key prop thôi trong cái thằng product. Rồi. Xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ vào lại trong cái thằng product này. Thằng này mình thiếu cái key là ở đâu nha? Key đây rồi. Một thằng này thôi. À. ID này là ID có dấu sượt ha. Được rồi. Rồi, hết lỗi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ viết import color vào trong cái ông sort item này. Import color. Rồi, trong cái color này mình sẽ map ra. Cái thằng này thì bây giờ mình sẽ cần thêm một cái set div. Trong này mình sẽ map qua bằng cách là lấy cái thằng color này. Chấm map. Rồi, trong này mình sẽ có gọi là element với lại là index. Với mỗi thằng này thì mình sẽ render ra một cái thẻ input. Input. Rồi type sẽ là checkbox. Rồi, cái name là như nhau nha. Tụi này nó sẽ chung một cái name. Nếu mà name giống nhau á là không cần name đâu, không cần ID làm gì. Mình sẽ cần một cái key là index. Rồi. Name là element. Cái name sẽ là cái element luôn nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cần một cái thẻ label. Vậy thì mình sẽ bọc thằng này trong một cái thẻ div rồi. Rồi, một cái thẻ input. Cái key này bỏ lên trên. Tại vì mình sẽ cần cái label nữa. Label chứ.
Cái này là mình sẽ bỏ luôn vô là cái element vào đây. Trong này là sẽ là bỏ là gì? Cái tên cũng sẽ là element vào đây. Lưu lại. Rồi, là chắc thì anh em sẽ thấy là mình sẽ list xuống như này, nhưng mà nó bị che bởi cái thằng tấm ảnh này rồi. Ông này mình sẽ cho ông là z-index lên là 10 đi. Đúng rồi. Rồi, để ông hiển thị ra đây đúng không? Thì mấy thằng này này. Xem nào. Input checkbox. Cái này là để type là checkbox này. Lưu lại này. Chỗ này không thấy cái checkbox nha. Checkbox win input default checkbox type là checkbox class trời ơi. Ông nào chơi một cái CSS ghê gì. Mình copy cái thằng này mình bỏ vào đây luôn. Class lưu lại. Hồi ơi. Đây, mấy vô checkbox là Dark Green Offset 800 này. Để là 100 thôi. Lưu lại. Này mình xin để là 100 thôi. Lưu lại. Một trăm thôi. Đây là cái hình này này. Ông này nó còn để theo cái thằng Dark nữa anh em ạ. Rồi, lưu lại. Ok. Bây giờ tiếp theo là cái thằng này nó sẽ có hai cái thẻ là label bên boost đúng không? Thì mình sẽ là flex này. GC Center. Mình sẽ gáp thằng này là 4. Được rồi. Rồi, mấy này lên thẳng hàng đúng không? Rồi, còn mấy thằng này là được được lớp với cái thằng cha này. Class name. Flex. Flex column này. Graph là 4 là 2 là 3. Rồi, nó list ra như thế này. Và ở dưới thằng label này này, viết cho mình một cái class name là gì? Capitalizer đúng không? Rồi, và tag của nó sẽ hơi đậm một tí nha. Tag của nó sẽ là grace 700. Rồi. Như này. À khi mà bấm vào cái này thì nó bị mất là do mình đang set cái hiệu ứng là nó đang nhảy lên cái kích hoạt cái thằng deep cha anh em. Đang nhảy lên cái thằng deep cha này nên chỗ này khi mà mình bấm vào cái thẻ click á. Mình click vào đây á. Này, cái thẻ deep này này. Hoặc là bấm vào click vào dưới đây này. On click mình sẽ chống nổi bọt thằng này nha. E mình sẽ có là e.stop propagation ha. Ok, lưu lại.
Thì lúc này anh em có thể click vào đây thoải mái và có thể tích được vào đây ha. Làm sao để biết là nó tích được hay chưa em? Mười sáu bit số. Bỏ mấy thằng này đi. Được ạ. Rồi. Rồi. Ở trên này cho một cái border đi. Border bottom. Đi. Thằng này mình sẽ cho margin top là 40. Rồi. Rồi. Ok, xong xuôi ha. Click vào đây nó tắt này. Click vào nó tắt này. Click vào đây nó cũng tắt này, nhưng mà click vào đây nó không bị tắt này. Rồi, bây giờ thêm cái dụ là khi click vào nó không có nhảy là mình phải set cái bắt sự kiện là on chain ha. Sự kiện là on chain. Thằng này phải cần một cái gọi là on chain này. On chain e này. Khi mà muốn on chain thì mình sẽ có gọi là value. Value của nó mình sẽ xác bằng cái để xem nào, mình sẽ cần một cái biến useState selected. Cái selected này là một cái mảng ha. À cái số chọn à. Vậy mình sẽ cần thêm một cái biến nữa. Là không. Vậy thì mình dùng một cái biến này thôi. Chỗ này mình sẽ để một cái mảng rỗng này. Name element từ nha, để mình check lại cái thằng input này nó hoạt động như thế nào đã. For này, HTML for là for hỏi lại ID của thằng này này. Name này. Ba thằng này cùng một cái name này. Ở ba thằng này là khác name này. Có value này. Value. Value. Thằng này không cần on chain này. Value mình sẽ để lại là mình thằng này không có để on chain, mình sẽ để một cái là on click, on click. Cái name này mình sẽ để là khác nhau nha. Rồi mình sẽ cần một cái gọi là ID là element on click. Khi mình click vào mình sẽ gọi một cái hàm gọi là handle. Handle this constant handle select rồi,
chỗ này mình sẽ là console log cái element. Là mình sẽ truyền handle select vào đây thôi. Được rồi. Element.target .value. Lại nè, khi mình click vào thằng này ra browse này, gray này, nhưng mà cái hiệu ứng tích thì vẫn chưa có, mình sẽ có gọi là is checkit hoặc là checkit. Nếu như mà cái thằng bỏ thằng name đi, không cần lắm. Khi mà có thì mình bắt đầu sẽ boost vào đây. Đầu tiên là mình sẽ tìm này, constructor này, already. Mình sẽ xem thử là khi mà boost vào bảng á, thì nó đã có sẵn vào bảng hay chưa. Nếu có rồi thì mình sẽ xóa đi. Already element bằng selected chấm file. Mình sẽ dùng hàm file để mình tìm nha, element, xem thử là cái element này có bằng với lại cái ông element chấm target, target chấm value hay không. Đó, lúc này mình sẽ check này, if hoặc không á, hoặc không mình sẽ check if đi cho nó tự mình ha. Nếu mà có thì chứng tỏ là mình phải xóa nó đi đúng không, thì mình xóa đi bằng cách là gì, mình sẽ xác xét lại cái thằng selected bằng cái thằng bread, và mình sẽ return ra một cái gọi là cái thằng gọi là gì, bread.filter element, và mình sẽ lấy những cái thằng nào mà element khác với lại cái thằng e.target.value thôi, được chưa? Tức là mình sẽ loại bỏ cái thằng mà nếu mà bằng nhau thì mình không lấy, còn nếu mà nó khác nhau thì mình sẽ lấy hết tất cả những thứ đó, được chưa? Ngược lại, nếu mà tìm không có, chứng tỏ là trong cái mảng này chưa được chọn, cái thằng đó chưa được chọn, thì mình sẽ bắt đầu gì, mình sẽ boost nó vào bằng cách là mình sẽ xác cái selected cũng bằng gì, bread, và mình sẽ return ra một cái mảng, mình sẽ dùng retractoring để mình gán cái bread vào, sau đó mình sẽ e.target.value cho nó lại ha. Còn không anh em dùng hàm boost cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bây giờ đi lock cái thằng selected này. Ok, lưu lại. Ở dưới này anh em sẽ bị cái lỗi là checkit này. Đó, anh em trước tiên comment nó lại cho mình. Mình sẽ xử lý nó sau. Ok, đây kia bây giờ mình đang lock ra được cái mảng rỗng này. Giả sử mình click vô blood thì nó ra blood, nó vô brown ra đúng không? Click orange, nó có orange. Bây giờ click lại orange thì nó mất orange. Bấm vào cái lại black thì nó mất black, bấm lại brown thì nó mất không mảng rỗng, vậy là chuẩn ha. Thôi. Bây giờ trong cái checkit này thì mình sẽ phải dùng cái thằng selected để mình check này. Selected này. Thằng này mình sẽ dùng cái hàm sum thôi. Đó, nếu mà element này bằng 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 với lại cái thằng mình sẽ truyền xuống cho nó một cái gọi là mình dùng là gì, item nha, hoặc là mình sẽ dùng là item đi, tức là cái này á, là trong cái thằng selected ha, mình sẽ ghi rõ luôn là selected item đó. Nếu mà selected item mà bằng với lại cái element đây này, element của cái thằng color này, thì trả về true thì mình sẽ để là true, còn không để là false thì mình sẽ để gì luôn ha, luôn lại. Rồi bây giờ mình sẽ ra đây, mình sẽ thử tích này. Không thấy được cái hiệu ứng tích của cái thằng
Đấy nhờ. Anh em để ý xíu nha, mình check xem là ok anh em, thì để làm nhanh cái chatbot này thì anh em lên tải cho mình thêm cái thư viện của thằng Tailwind CSS site form nha. Thì thằng này nó sẽ xé sẵn cho mình một vài cái input như thế này đó. Thì để mà muốn custom thêm thì anh em phải để xem nào, mình có custom không? Cái này nó có gọi là bay hoặc class, anh em để cho mình class nè, tại vì mình chỉ muốn tập trung nó chỉ cần CSS trong cái thằng class name thôi. Anh em sửa cho mình một cái chút xíu, nếu là tải xong á là anh em vô trong thằng tailwind.config và require đó nha, và khi require á, thì anh em mở ngoặc ra để gọi cái hàm đó, mở ngoặc ra gọi cái hàm đó, và trong này anh em truyền cho mình cái story là mình sẽ truyền mỗi class thôi, lưu lại. Rồi sau khi xong thì mình cứ ra đây thôi, thì anh em sẽ thấy là thì class nó bị ghi ngu à, tắt hay nào, lưu lại. Để label nó mới ăn anh em ạ. Đây class nó bị ngu rồi. Ok. Và tiếp theo nữa là mình sẽ bỏ cái vòng màu xanh xanh ở ngoài nha. Để mình xem thử cái vòng xanh xanh ở ngoài bỏ được không. Chứ để nó rất là kỳ ha. Thì cái thằng này mình sẽ bỏ thêm một cái class name là outline là not. Ok, được rồi. Để xem nào, từ từ nha anh em đợi xí ha. Mình sửa mò mình sửa bỏ cái này luôn. Còn tiếp theo nữa là sửa trước cái này đi, thì cái này anh em nó đang render cái array á, thì cái chỗ selected đó, mình sẽ gọi là chấm len nha. Ok lưu lại, lúc này nó sẽ render ra số thôi. Rồi sau selected ha. Ok rồi bây giờ mình sẽ ra đây vào trong cái thư viện của nó để mình check xem là cách để mình custom cái thằng class name trong này nha, hoặc là trong này nó có những cái class name nào ha. Ok anh em, thì để mà để như này thì nó nhìn nó cũng ok, nhưng mà muốn anh em muốn xóa thì muốn xóa cái này thì mình có tìm được cái cách xóa, đó là anh em để cho mình là Focus Within nha. Anh em để Focus Within là Hidden, Hidden là nó sẽ xóa được cái thằng cái vòng ngoài đó, nhưng mà bị cái là nó cứ giật giật anh em. Đây nè, khi mà em click vào nó bị mất thôi, nhưng mà nó sẽ bị giật giật rất là khó chịu ha. Bây giờ mình sẽ để cái bình thường đi đó, để một cái gọi là form checkbox thôi, là như này là nhìn cũng ok ha, nhìn nó cũng xịn sò rồi đó. Để cái này vô cũng được, kiểu mình đã biết mình mới chọn cái nào thôi, nó không có gì ràng buộc lắm. Rồi để mà để code nhanh cái thằng này á, thì nãy giờ mình đang lock. À còn một cái nữa là hồi nãy mình quên á, cái input này mình để cái on chain á, để on click ha, đúng ra input nên để on chain nha, on click nó sẽ báo lỗi đó. Rồi ok, thì bây giờ mình đã làm xong cái thằng này rồi. Khi mình bấm reset thì nó sẽ phải gọi là gì, xét cái ông mình phải xét một cái mảng rỗng lại, tức là xét sẽ nó thành mảng rỗng lại, tức là chạy vào trong cái reset này nè, mình sẽ bấm một cái gọi là on click thôi. Khi mà click vào trong này á, thì đầu tiên á mình cũng sẽ gọi là gì, e.stop ha, mình cũng sẽ chống nổi bọt ha, chống nổi bọt, sau đó là mình sẽ phải xét lại cái thằng selected là một cái mảng rộng thôi. Đó, lưu lại. Ok, sau đó là mình sẽ ra mình chọn này. Đây, mình đang chọn 5 cái đúng không? Mình reset một cái là mất hết này, được chưa? Đó, mình đang chọn 5 cái, mình reset một cái là mất hết nha. Ok. Tiếp tục là khi mà mình đã có selected rồi á, thì bắt đầu mình sẽ làm cái gọi là mình đang có một cái gọi là get product đúng không? Mình sẽ gọi cái thằng đó, nhưng mà để mà chạy cái hiệu ứng đó thì đầu tiên á thì mình phải khi mà click vào thì mình sẽ
tạo cái URL để cho nó tìm ở trên bên trên nhé. Đâu rồi, mình sẽ tạo một cái URL. Đây, mình sẽ tạo một cái URL trên này bằng cách là mình sẽ sử dụng cái ông create search bar ram ha. Ok, bây giờ mình sẽ import luôn cái thằng create search bar ram của thằng React Rotterdam. Rồi, thì thằng này sẽ sử dụng thế nào? Để xem nào. Thì khi mà có một cái on chain, mình sẽ bắt một cái effect ở đây. Tại vì mình muốn bắt cái sự kiện on chain của nó, đúng không? Đúng không? Nhưng mà anh em ạ, cái quả khi mà click vào á, thì mình bắt đầu sẽ chạy vào đây mình check thì, đúng không? Thì chỗ này mình sẽ là selected. Đó, khi mà nó thay đổi thì mình sẽ vào đây. Rồi, sẽ vào đây thì mình sẽ bắt đầu navigate nó. Navigate nó, tức là mình muốn thay đổi URL thì mình sẽ chỉ dùng navigate thôi. Thì mình sẽ dùng cái view navigate để mình chuyển trang. Và cái quả chuyển trang thì mình sẽ chuyển ngay tại cái trang hiện tại thôi. Mình sẽ chuyển ngay tại cái trang hiện tại thôi, chứ không có chuyển đi đâu xa cả. Rồi, bây giờ mình sẽ định nghĩa một cái constructor navigate thôi. Ok. Navigate bằng user navigate, user navigate nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cần một cái gọi là import path. Import path. Rồi, để xem nào. Ok, sau đó là khi mà thằng này thay đổi đúng không, thì mình sẽ bắt đầu navigate này. Mình navigate nó. Và khi mình navigate á, thì mình sẽ dùng cái create search bar ram. Rồi, mình sẽ gõ đây này, create search bar ram này. Và cái cách sử dụng nó là, anh em bấm vào đây, mình sẽ chỉ cần khi mình gọi cái navigate á, mình sẽ truyền cái một cái bar ram nữa, một cái key nữa là search vào đây. Đó, cái search này nó thằng query search bar ram này nè, nó sẽ nhận vào một cái object là những cái bar ram của mình, sau đó nó sẽ tự thêm vô chấm hỏi ở trước ha. Rồi, navigate đầu tiên là cái path mình muốn đi, path name mình muốn đi, thì mình muốn đi lại tới cái trang hiện tại đúng không? Cái trang hiện tại thì làm sao? Cái trang hiện tại để xem nào, nó có chỉ về lại cái trang hiện tại không? Về cái trang hiện tại thì bây giờ mình sẽ dùng cái template screen được chưa? Sau đó là mình sẽ một cái dấu sự như thế này được chưa? Mình sẽ là gì? Bass name chấm không à, mình không cần bass name lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ calorie vào đây luôn. Ok nè, mình sẽ bỏ calorie vào đây luôn. Cái search item này không có calorie à? Thì calorie nó nằm ở đây đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cái view bar ram để mình lấy. Đó, bây giờ mình sẽ constructor này, mình sẽ lấy cái category. Category mình sẽ lấy ở đây luôn. Ok, đó, thì lúc này mình chuyển trang, mình sẽ chuyển trang tới cái category, tức là vẫn là về cái trang cũ á. Sau đó là mình sẽ truyền thêm một cái biến là search. Thì mình sẽ gọi cái thằng create search bar ram. Rồi, trong này nó sẽ nhận một cái object ha. Sau đó nó sẽ bấm là nó sẽ toString để nó chuyển sang dạng string. Rồi trong này mình sẽ chuyển vào object. Thì cái toString nó chỉ chuyển cái object của mình truyền vào thành string thôi. Mục đích là vậy thôi. Rồi, bây giờ trong này mình sẽ truyền những cái đối số như thế nào. Đầu tiên á, là mình sẽ truyền một cái mảng của cái calorie đúng không? Thì calorie mình có thể tìm theo gọi là nhiều. Ở đâu phải? Không phải calorie nha, mình sẽ tìm theo calor nha. Calor tức là mình sẽ làm cái toán tử là O á, toán tử O. Thì bây giờ mình phải đầu tiên mình sẽ check một trước, mình sẽ để là gì? Color. Color bằng cái lại cái selected. Và mình sẽ để một cái không thôi nha, tức là mình muốn lấy một cái giá trị đầu tiên thôi để mình xem thử là nó được cái gì cái đã lưu lại. Rồi, anh em để ý là khi mình click vào cái plus thì ở trên này cái thằng này nó sẽ chuyển sang cái gọi là chấm hỏi và có plus được chưa?
có chấm hỏi và black. Rồi thì bây giờ giả sử như mình truyền vô một cái mạng thì nó sẽ ra cái gì? Lưu lại. Mình truyền vô một cái mạng thì nó sẽ ra cái gì? Mình sẽ là gì? Đây. Đây, đó nó sẽ ra gọi là color như thế này. Thì khi mà mình gọi mình dùng cái thằng bỏ thằng bot đi. Mình sẽ dùng một cái thằng để lấy được, tức là cái create param là cái chức năng là đưa lên param thôi. Mình sẽ cần một cần để lấy về param lại. Nên hiểu ý mình đúng không? Thì cái truyền param này á là để mà khi mà phục vụ cho cái việc là anh em chuyển trang qua lại với nhau á, thì lúc này nó sẽ truyền dữ liệu qua cái param. Còn trong trường hợp này á là mình viết ngay ở bên trong một cái component, thì cái việc sử dụng cái thằng sợi param này nó cũng không ngay lắm đúng không? Nhưng mà sau này á mình đang cần một cái gọi là base nữa, tức là sau này mình sẽ có navigation, tức là mình pagination chứ, tức là mình sẽ có gọi là chuyển trang, tức là mình sẽ có một cái thằng chuyển trang ở đây. Thì khi mình click vào thì nó không phải nhảy lên cái thằng param này, làm cho nó đúng hơn, làm cho nó đúng, nó sẽ nhảy lên thằng param này. Đó là nó sẽ lấy được param xuống lại ha. Còn cái việc mình để trong mỗi component này thì anh em biết cái sợi param này cũng không không có được, không thì anh em chỉ cần bỏ một trong một cái effect nè, xong rồi thấy cái thằng này mà thay đổi thì anh em gọi API đó, thay đổi anh em gọi API đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cách cách kia trước nha. Còn cái sợi param này thì đến cái khúc mà phân trang thì mình sẽ làm luôn cho anh em. Cái này mình chỉ demo thôi, mình demo cách mà sử dụng cái thằng này thôi. Tại vì trong trong lúc code thì chắc chắn anh em sẽ sử dụng cái thằng này rất là nhiều, cái việc query này rất là nhiều. Tại vì cái anh em để ý này, bên đây cũng vậy thôi. Khi mình click vào bên đây thì click vào cái gì bên đây này, mình clear nha. Đó thì khi mình giả sử mình thích click vào bên này đi, mình click vào black đi, thì anh em sẽ thấy ở trên cái calorie của nó sẽ nhảy. Đó, mình đang làm theo của nó nha. Tức là cái nó cho chấm hỏi này, là filter này, giá GTE này. Đó là filter value price LTE này. Đó nó sẽ gửi một rừng cái cái query ở trên này, thì mình cũng làm y chang đó thôi. Tức là khi mà mình tích thì nó cũng nhảy cái para của mình trên đây, chỉ là mình chưa xét API cho nó gọi lại thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó gọi lại ha. Thì bằng cách là mình sẽ dùng cái user search param nha, để mình lấy cái dữ liệu, lấy cái param xuống để mình gọi API ha. À, mình gọi API ở trong cái thằng kia chứ. À, nãy giờ đi ra ngoài hơi nhiều, cái quên quên mất tiêu là mình đang code ở trong này đúng không? Lưu lại nè. Rồi bây giờ nãy là mình đang code ở product đúng không, thì mình sẽ ra lại cái thằng product để mình lấy. Đây mình đã có thằng này rồi. Trong cái UI effect mà get á, thì mình sẽ truyền vô đây một cái mình sẽ viết như thế này. Đầu tiên là mình sẽ constructor đặt một cái biến, một cái mảng đi trong tức là cái thằng user param nó sẽ trả về cho mình một cái mảng, thì trong này mình sẽ để là param đi, param ở trong này nha, bằng user param gọi hàm nó thì nó sẽ trả về cho mình một cái mảng trong này. Rồi bây giờ nhiệm vụ đó là mình lóc ra cái param coi thằng nó ra cái gì. Param lưu lại. Rồi trong cái param này anh em sẽ thấy là mình sẽ ra cái gì gì đây này. Đây, vào đây. Không có gì đúng không? Sau đó mình bấm vào cái telephone này. Nó lock ra tới 3 lần. Tức là cái component này của mình đang render tới 3 lần. Tức là một lần đầu tiên á, là nó gọi API để nó render lại được 2 lần. Còn lần thứ 3 là do đâu? Thứ ba là do đâu nhỉ? Từ kệ nó, khoan đã. Thì trước tiên á, là mình sẽ có cái ba RAM rồi, thì bản chất nó là một cái trong này nó sẽ có những cái hàm ha, những cái phương thức để cho mình xử lý. Thì mình sẽ
mình sẽ lock param chấm gọi là entries, gọi là rồi thì lúc này là nó sẽ lock, mình sẽ lock được là một cái interactor, thằng này sẽ là một cái mảng thôi. Để xem nào, mình sẽ viết một cái cú pháp như thế này, mình sẽ viết một cú pháp như thế này, let param bằng một cái object rộng đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái vòng for, for này let i of cái thằng param chấm entries, mình sẽ là param, mình sẽ boost, mình sẽ boost vào cái mình sẽ boost vào cái mảng đi, cái mảng mình sẽ boost param chấm boost cái y. Rồi xuống dưới mình sẽ lock cái param ra. Ok, được rồi. Rồi, param nó đang là rỗng tại vì cái URL mình chưa có gì. Bây giờ mình sẽ bỏ một cái gọi là set param làm bỏ cái param này, cái param của S này làm cái dependency nha, tức là khi mà cái thằng đó thay đổi thì nó sẽ chạy vô cái thằng này. Rồi, đang rỗng đúng không? Bây giờ mình sẽ giả sử mình tích vô plus. Đó thì cái array cái thằng param bên bên trong này này nó đang có hai thứ là color và plus. Thì sao color tức là cái key và plus là giá trị. Giả sử mình tích vào một phát nữa thì nó sẽ có là color và plus hai cái giống nhau, được chưa? Rồi thì giả sử mình muốn tìm gọi là color plus và cả brow thì qua bên cái thằng b á, cái KPI mà search product này này, cái ba product á, lúc mà mình filtering á, mình đang filter kiểu như thế nào. Giả sử như truyền lên một cái color thì mình sẽ search theo kiểu đó ha. Còn nếu mà trùng nhau thì mình sẽ search như thế nào. Bên Mongo này search theo kiểu gọi là R. Nó có một cái tổng từ R nhưng mà làm sao để biết nó R đây? Từ nha. Trước tiên mình sẽ làm một màu trước. Làm một màu trước rồi video sau mình sẽ làm nhiều màu nha, kết hợp nhiều màu. Tại vì giờ mà để mò cái kia cũng hơi lâu á. Rồi. Thì một màu thì có vẻ không có gì, tại vì nó có color với lại black thôi, thì mình chỉ cần ghi gửi một cái object có key là color và value là black gửi đi thôi là xong ha. Thì ở trong này mình sẽ xử lý cái param. Cái param này thì mình sẽ là một cái mảng đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ gồm một cái biến gọi là cái search, cái query đi. Query bằng một cái object rộng này, sau đó là mình sẽ lúp qua cái thằng param ha. For này less e này of param. Rồi mình sẽ là gì, query này chấm y không này bằng y một ha. Rồi bây giờ mình sẽ truyền cái query vào đây. Rồi được rồi. Ok thì lúc này mình sẽ bắt đầu reset cái thằng network của mình. Mình sẽ reload lại cái trang này. Ok thì lúc này nó gọi vô là bình thường không? Giả sử như mình đang tích vô cái thằng Black, nó sẽ gọi API với một cái payload, với một cái payload là color là black, được chưa? Thì lúc này á mà mình muốn search á thì cái color của nó không có black đâu,
thì muốn tìm có, tại vì khi mà anh em check vào DB á, cái color của mình nó là kiểu này này. Thì bây giờ nó tìm là chắc chắn là không có rồi. Muốn có thì sửa lại xí, sửa tiếp dưới này. Cho thằng này nếu mà có color. Nếu mà cho color thì mình sẽ là color cho thằng này. Được chưa? Thằng này cũng sẽ là color. Đó, như này may ra nó ăn được ha. Lưu lại. Rồi, tiếp theo lên trên này bắt đầu mình sẽ bỏ tích đi thì nó sẽ gọi lại một cái API mà không có gì, thì lúc này là mình đã có data đúng không, giả sử mình chọn lại blood đó thì lúc này nó sẽ sort ra những cái thằng có blood này, được chưa. Giả sử như mình chọn bỏ thằng này đi, mình chọn blue, lúc này là không có cái thằng nào có blue đúng không, bỏ đi mình sẽ chọn cái thằng gray đó, thì thằng gray nó có ba cái này, lúc này mình đã chọn ok đúng không. Nhưng mà trong trường hợp mình gửi hai cái chẳng hạn, mình gửi cả hai thằng này thì nó sẽ như thế nào đó, thì lúc này là nó sẽ có thêm hai, nó sẽ gửi mỗi thằng black đi thôi nè, em thấy không, mình gửi thêm một cái thằng white thì lúc này nó sẽ gần gửi mỗi thằng white thôi đó, nó không có gửi ba hai cái màu còn lại, tức đó là mình chưa handle ha. Thì bây giờ mình đã nói là mình đã làm trước một một phần thôi, với lại khi mà click vào á là cái thằng hiện cái pop up này nó phải off đi đúng không, thì khi mình click vào, khi mình on chain á, on chain vô được cái hàm đâu rồi, khi mình on chain á vô được cái hàm handle select này này thì mình sẽ off cái thằng active click bằng name, active click mình sẽ chain thằng này, mình sẽ chèn thằng này nha, cần trên V này mình sẽ gọi hàm này, mình sẽ chèn nó lại về lại là null, ok lưu lại, tức là khi click vào thì nó sẽ mất đi. Rồi bây giờ sửa mình click vào này đó, nó sẽ mất đi đúng không, nó sửa mình bỏ lại này browse, bây giờ mình sẽ bấm vào black đó thì lúc này nó sẽ hiện ra, bấm lại nó vẫn còn đúng không, khi nào bấm reset nó hết này, ok chưa, xong. Ok để mình video sau bắt đầu mình sẽ handle cho anh em cái việc là tìm nhiều nhiều cái màu cùng một lúc nha, nhìn tìm một lúc nhiều cái màu ha, còn bên giá thì mình sẽ handle cái input sau, và bên giá thì mình sẽ dùng cái hiệu ứng debug ha, tức là bên giá là khi mình có input như này thì mình sẽ nhập, trong quá trình mình nhập như này này, mình nhập số như này này thì nó sẽ không được gọi API, khi nào mình dừng một cái thì nó mới gọi API đó, thì đó là cách để mình, chứ không phải là khi mình on chain là mình gọi API ha, đó là cái hiệu quả của thằng debug ha. Rồi qua bên này mình sẽ bên này mình đang làm xong cái thằng color rồi, ok nhìn là có vẻ ổn đó.